tháng 3 rồi, một tháng cũng rất nhiều cái kỷ niệm, phải không? Thầy, Hiệu trưởng trường học cơ sở Tam Quang quyết định về thành lập ban tổ chức của hội thi kỹ năng chuyên môn đội. Thành phần ban tổ chức một. Cơ sở Tam Quang nói riêng. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 năm nay, liên đội nhà trường đã tổ chức hội thi kỹ năng đội viên. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Đây tất cả tiền. Gọi nhận thế là được rồi. Bây giờ tiến hành. Tì là chú Ray. Mãi thấy chưa? Cứ hầu nè, hầu. Bắt đầu bắn tin nè. Thank you.
ta rồi. Một tháng cũng rất nhiều cái kỷ niệm, phải không? Sở tham quan nói riêng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 năm nay, liên đội nhà trường đã tổ chức hội thi kỹ năng đội viên. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Đây tất đề tiền. Hiệu trưởng trường học của sở tham quan quyết định về thành lập ban tổ chức của hội thi kỹ năng chuyên môn đội. Thành toàn ban tổ chức. Rồi, nhận thế là được rồi. Bây giờ tiến hành. Mãi. Thấy đua. Đâu cứ hầu nghe. Hầu nghe. Hầu nghe. Hầu nghe. Tí 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 là cái rồi. Rớt đậu là rớt đậu là biết liền không? Thank you.
thấp hơn. Cái này là điểm gì thấp này các em? Đứng đây đứng đây đứng đây này đứng đồ nữa hả? Đâu? Điểm gì thấp này? Nước cạn có đúng là Singapore điểm này nha em có ai nha? Đứng đây nha một quả. Tổng này. Bây giờ tổng hai tổng này em đang này có ai lên? Rồi em cảm thấy kia. Đúng nha. Em chia ra. Em cảm thấy cái điểm này tích kề với cái điểm Singapore đấy. Điểm này là hai cột này. Hai cột là điểm mua hết kia với Singapore. À, hai cột. Hai cột. Đúng rồi. Nhất cộng cộng tới đây. Nhân hai. Nhân hai. Cái đây là một cột nha em. Ừ, cái này là một cột. Một cột cột. Cái đây nhân hai lên. Đây nhân hai. Cộng lại chia ba. Chia ba. Một hai
vô mình cứ như tập hợp được thôi. Thank you.